Hello, xin kính chào đại gia đình nha. Hôm nay Bảo Sơ Bếp nấu một món ăn cực kỳ đơn giản luôn. Thì ngày hôm trước mình có mua một con vịt quay về, nhưng mà gia đình ăn không có hết cả nhà, nên để lại. Ngày hôm nay quyết định sẽ nấu một cái món rất là lạ và lần đầu tiên Bảo nấu luôn, nhưng mà theo Bảo biết là nó cũng rất là tuyệt vời. Thì hôm nay sẽ nấu món mì vịt quay nha mọi người. Thì ở đây là Bảo đã có xương, Bảo đang hầm sẵn với lại củ cải trắng, và đồng thời đây là vịt quay. Thì bây giờ mình chỉ việc là mình cho cái vịt quay này vào. Thường á thì người ta nấu là người ta sẽ không cho cái vịt quay này vào đâu, nhưng mà Bảo cho luôn vì cái này là mình đã bỏ tủ lạnh, bữa giờ mình mới microwave lại á, nên là mình muốn cho nó mềm và nó nóng luôn đó. Thì hôm nay sẽ có một cái món mì theo cái phong cách rất là lạ, gọi là mì sáng tạo ha. Mì cái này cũng có đầu bếp ta nấu em, nhưng mà thấy vậy thấy cũng ngon mà không biết sao, kiểu cũng giống như mình tìm rồi vậy đó. Đó, mình cho nó vô vậy, xong bắt đầu mình sẽ cho khoảng một ít hành tỏi phi vô để cho nó thơm cái nước. Đặc biệt mai nấu đơn giản mà rất là lạ. Rồi vô đây mình sẽ nêm nếm luôn. Tại thường á, cả nhà biết nhà ngon ăn mình quay sống là ngày mai cái phần vịt mà còn lại á, và thường hay kho với dưa chua, nhưng mà ăn như vậy kho dưa chua hoặc là kho lại với cái nước nêm á, cái nước của nó, nước của vịt quay luôn. Thì hôm nay anh Bảo nghĩ ra cái món mới, món này đối với là thế mới này, chưa bao giờ làm trong video luôn á, là mì vịt quay. Lâu phải sáng tổ chứ. Thì mình chỉ cho vô đây khoảng một ít đường, bột nêm và muối, mình sẽ trộn lên cho nó vừa miệng. Thì mình sẽ nhắc xuống ăn thôi cả nhà. Hôm nay món này rất là đơn giản. Ngon không vậy, cũng thấy rất là đặc biệt và lạ rồi nè mọi người, đúng không? Rất là lạ luôn. Đây các bạn ơi, thì sau khi mà mình nấu bây giờ đã đầu xong rồi nè, mùi mì rất là ngon, rất là lạ. Rồi bây giờ mình sẽ múc vô tô nha. Mì vịt quay rất lạ luôn đó mọi người, nêm vô rất là ngon, cái mùi rất là ngon. Nước đầu tiên thì trong có vịt vô bắt đầu nó mềm, nó đục đục lại, nó giống cái này bọn người nghĩ tựa giống mì vịt tiềm, cái mùi nó cũng rất là lạ. Đó, đây cho xíu mình ngò vô, ngon lành cành đào. Hành phi nữa, lấy xíu hành phi nữa. Phi khi nãy có cho vô rồi, mình cầm miếng mình. Đấy, ok. Xin chào cả nhà. Đó, thì bây giờ hôm nay tô mì vịt quay của mình đã xong rồi, bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn trưa nha. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng mình ngồi làm cái video thôi, mọi người đang có việc riêng hết rồi. Rồi mời anh, xin mời cả nhà. Mời em, để qua chút khi đụng cái tay em xuống qua thì mang chút đi. Như hai chồng mình ngược á, ngược lại. Anh đi cái này, em đi bảo bên này. Rồi, bây giờ đổi chỗ ngồi mọi người ơi. Đây, hôm nay có dĩa nước mắm và ớt sạch tế của mẹ nè. Bây giờ là lúc nào ăn cũng phải có cái món sạch tế này. Em thử cái nước này, nó ngon nè. Lạ, tại cái món này á, nghe anh nói chứ chưa bao giờ em ăn thử luôn. Anh cũng mới nghiên cứu này chứ cũng đâu có biết, nhưng mà nghe cái nước rất là hay. Nhiều người á, mình thấy nấu mì vịt tiềm cũng bằng mì vịt quay luôn mọi người. Như bên thím năm của mình là kênh Bình Thường Cuộc Sống Mỹ đó, là thấy thím mà nấu mì vịt tiềm thím cũng nấu bằng vịt quay. Nên là cái này có thể gọi là vịt quay, cũng có thể là mì vịt tiềm, nhưng mà cái kiểu vịt tiềm thì Bảo hay nấu khác hơn mọi người một chút. Thôi mời mọi người ăn trưa nha. Nước đã ngọt, ngắn thơm. Cái này em tưởng tượng nó giống như cái mì xíu quách mà mình hay ăn. Ăn thử mùi này. Những cái nước mình xíu quách mình hay ăn. Giống như vậy. Ha. Xin mời mọi người nha. Mỗi lần ăn vịt quay là thích nhất là cái da luôn. Da vùng da mình, vùng da cổ hay đồ nó ít cái mỡ à. Ăn nó ngon. Nấu vô mì thì cái này nó săn lại ngon. Để mình lấy cái da. Xương. Đang ăn uống bận rộn quá mọi người, mấy anh bạn shipper tới lấy hàng. Mình phải cắt. Mày ngon quá. Anh chị nào mới mốt thử với em đi.
Mình mua vịt quay và mình ăn mà gia đình ăn không hết á, sáng hôm sau mình mua khoảng mấy bà dân mình ít người mua khoảng 50.000 xương xương heo với củ cải trắng, cứ để vậy hầm cho nó ra nước, đổ vịt quay vô hầm lại, mình gia giảm gia vị tuyệt vời mặt trời mọi người. Cái vịt quay nè, người ta quay là săn chắc rồi, khi mình bỏ vô cái nước á, nó làm cho cái nó mềm nhưng nó không có bị rã. Như thứ hai nữa là cái mùi thơm của cái vịt quay á cả nhà. Cái gia vị rồi nó mới nó thơm cái nước ngon. Ngon quá. Ăn cái miếng vịt. Ăn cái miếng vịt vô thì nó đã không còn cái mùi của vịt quay bình thường mà khi mà mình ăn vịt khô nữa. Mà bây giờ nó chuyển qua một cái mùi rất là đặc biệt luôn á, hay á, này hay nè. Có gì một món mới nè. Bữa nhà ngân mua vịt quay về cái tô nước mình nước dùng mà làm trong vịt quay ra cái thơm mà em bỏ vô với bún à, trộn ra cũng ngon hơn. Cả nhà thử lấy cái nước đó mình trộn với bún á, ăn cũng rất là ngon. Giống kiểu mà mấy cái món mà món khô với bún thịt nướng mình vậy. Nói chung á, hôm nay là mình định được một cái mới món mới và lần này là mình tiết kiệm được những ví dụ như mình ăn vịt quay mà mình ngán quá mình không có ấy á, mình làm lại một cái món khác mà mình ăn thì cảm thấy nó ngon hơn các mọi người. Mà cái nước ngon quá, cái nước phải nói là cực kỳ ngon luôn á, ngon thiệt luôn á quý vị. Nó ngọt thanh tao quá, ngọt thanh tao mà nó thơm chứ nó không phải là nó ngon hết. Món này cho... nó ngon đấy nha, rất là ngon. Vịt giờ nó mềm mà nó không còn dai giống như cái nguyên thủy của nó nè. Nếu mà các bạn mà đã mua vịt quay về xong còn dư lại á, mà mình cứ ăn cái bánh mì ở ngoài nó khô đi, càng ngày vịt quay mà để vào trong cái tủ lạnh của mình biết nó sẽ càng khô. Ăn lúc sau càng về lúc sau nó càng sẽ mình mất cái vị ngon của vịt quay á. Thử bỏ vô nấu như tụi ngon ăn vậy nè, thành món mới mà rất là ngon, hợp lý. Không phải mình tự nấu được khen đâu nè, ngon thiệt, xuất sắc luôn á. Bữa nào mà cô chú anh chị nào mà có dịp muốn đến nhà Bảo chơi, bà sẽ nấu lại món này hậu đãi cho mọi người, phải nói là số một xuất sắc á. Ngon. Hôm nay hai vợ chồng thay đổi góc ngồi cũng như là góc ăn, video nó thay đổi chút xíu cho nó vui. Cái video ngày hôm trước mình ăn bún bò gió toàn, cũng có nhiều anh chị cô chú hỏi là địa chỉ nó nằm chỗ nào. Thì cái địa chỉ của nó là nằm ở ngay quốc lộ 51 mà hướng từ ở cầu vượt Linh Xuân về Biên Hòa Hóa An á, thì vừa chạy khoảng mấy trăm mét là nó nằm bên phía tay phải luôn chứ. À, có vẻ là lẩu bò giấu toàn xe hơi đậu rất đông, còn không là mình lên mạng mình cứ sợt là lẩu bò giấu toàn ở Thủ Đức sẽ hiện ra cho mọi người, sẽ mình sẽ thấy thôi. Rồi nhiều khi giờ anh mất quên đi cái địa chỉ. Thường vậy á, mình ăn một cái địa điểm mà mình thích nhưng mà hỏi địa chỉ chính xác mình không thể nhớ được. Không nhớ, không biết cái địa điểm á. Nhưng mà được cái bây giờ sướng đó là cái công cụ Google Maps á. Hiện đại mình chỉ cần muốn biết cái địa điểm đó mình bấm cái nó ra, search nó ra. Có gì vậy? Nước đứng ngon rồi, nước dừa rồi dặn luôn. Thử mình thử chứ. Ăn mình ăn bên đây. Hồi nãy giới thiệu có quá không? Đúng rồi, cả nhà thấy trong hôm nay trong video là Ngân không có kính. Cái có lúc giờ là... Có kính không? Dạ. Nếu rất nhiều cô chú có thể hỏi mình tại sao đeo kính và khi nào không đeo kính. Thì sẵn video thì Ngân nói luôn là em đeo kính chắc cũng được cũng mấy năm rồi, cũng gần nếu mà từ hồi đi học giờ phải hơn 10 năm rồi. Nhưng mà lúc mà xin vision á, mỗi lần đeo kính là con nít nó hay thấy nó cầm nó bẻ, cái riết nó không có đeo nữa. Mà nếu mà không đeo thì bình thường mình vẫn thấy được, nhưng mà thấy hơi mờ mờ, đặc biệt là biển số xe hoặc chữ rồi là mình không thấy. Coi tivi mình cũng không thấy ở dưới là cái dòng chữ như thế nào nữa.
Nhưng là thời gian gần đây là khi đứa nó lớn rồi, nó ý thức được nó không bẻ kính luôn nữa thì cũng bắt đầu nó đeo kính lại. Mắt ngon là bị siêu thị á, là nó siêu thị á, loạn xạ đó. Đi một bên cận, một bên tận loạn. Nên đôi khi đeo kính là để ấy chứ không phải đeo kính là điệu. Kính là thấy mình rồi làm việc gì ghi giấy tờ sổ sách đó, mình ghi xong mình lên video cái mình ăn cái mình làm luôn, mình thấy luôn. Tại nhiều người đeo kính là thời trang, họ không mặc cũng không mặc cũng mặc. Nhưng mà lâu thì cần thiết. Ngon quá. Kính với ngân này gọi là kính để mà kính thuốc là cần thiết à. Sáng giờ ăn sáng ăn 12. Trời ơi, ăn nhanh như là hết tô luôn đó nha. Thảo ăn là lẹ lắm, siêu nhanh siêu tốc độ. Ở nhà ăn mình... cái này là ăn với mì tươi đúng không? Đúng rồi, mì tươi. Ăn với bún nhà ngon. Mình sáng nào cũng mẹ pha một ca, kiểu mà ngày Tây bự rồi. Rồi bắt đầu là đã bún cả ngày vậy đó. Nên là cô chú anh chị nào cũng muốn mua gì hoa nghệ Tây thì cứ liên hệ với mình rồi, rồi cứ pha một ngày cho cái mùi sợi với nước ấm để muốn cả ngày rất là tốt luôn. Rồi bữa trưa đơn giản ngày hôm nay hai vợ chồng mình thì cũng xong một người thì món được quay thì chia sẻ cách nấu rất là đơn giản, không có gì gọi là cầu kỳ hoặc là phức tạp hết, như gọi đó là thật sự là xuất sắc, không phải mình tự khen nha, là ngon thiệt luôn, cái nước nó cực kỳ ngon. Bây giờ mình xin kết thúc cái video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ yêu thương video của gia đình mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.